Xin chào các bạn đã đến với kênh điện tử Nhạc Tùng. Tiếp theo thì mình sẽ giải cho các bạn cái câu thứ ba trong cái bộ đề thi cuối kỳ học kỳ 1 năm 2018-2019. Cái bộ đề này 90 phút và được tham khảo bởi một tờ giấy A4 viết tay. Thì trong cái tờ giấy A4 viết tay này các bạn nên viết những thứ cần thiết thôi. Thì trong các cái đề á, mình sẽ cố gắng mình chèn vào những cái nội dung mà các bạn sẽ gắn vào cái tờ giấy A4 viết tay. Và các bạn chỉ cần gắn bấy nhiêu nội dung thôi, các bạn viết nhiều quá vào trong đó mấy công soi lắm và tốn rất là nhiều thời gian trong cái việc soi đó luôn. Nên là các bạn lưu ý cái vấn đề đó nha, các bạn viết càng ít các bạn thi điểm càng cao à, mình thấy như vậy á. Trước khi đi vào cái câu thứ ba này thì mình sẽ giới thiệu cho các bạn sơ một vài cái đối với những bạn mà chưa biết. Thì đầu tiên các bạn nên đăng ký cái kênh này. Các bạn nên đăng ký kênh này. Mà các bạn nếu mà các bạn ngại không muốn đăng ký á thì các bạn nên lưu cái kênh này lại. Tại vì ở đây mình không có bật kiếm tiền gì ở đây hết trơn á, nên là cái việc các bạn đăng ký hay không đăng ký cũng không ảnh hưởng lắm. Nên là các bạn đăng ký thì mình cảm ơn, còn không đăng ký thì thôi, các bạn nên lưu lại. Thì cứ có mỗi bài học lên thì mình sẽ bắt đầu là gì, mình đưa lên trên này cho các bạn. Cái thứ hai á thì các bạn nên này, các bạn nên tham gia vào group này. Group này rất là có lợi, tại vì nếu những cái bạn nào mà các bạn không có hiểu một cái gì đó, các bạn có thể đăng bài các bạn hỏi và số lượng người trả lời cũng khá là ok. Ở đây các bạn nên, khi các bạn đặt câu hỏi, các bạn nên đặt là gì, đừng cái đem nguyên một cái nội dung đó các bạn đưa vô các bạn đặt. Các bạn nên đặt những cái các bạn vướng mắc thôi, thì cái lượng người trả lời á nó sẽ tốt hơn các bạn tốt hơn các bạn đưa nguyên một cái câu, đưa nguyên một cái nội dung đó vào thì cái lượng người trả lời sẽ không ổn lắm. Rồi tiếp theo thì các bạn, nếu các bạn nào muốn mua hàng làm đồ án này kia, làm mạch này kia, thì các bạn liên hệ kênh này, hoặc là các bạn có thể nhắn tin cái cho mình và gửi cho mình một cái list danh sách linh kiện, mình sẽ báo giá. Tại vì trên này mình chưa có update kịp các cái linh kiện mình mới vừa nhập về. À, đây là một vài cái nội dung nha. Tiếp theo thì ở đây này, đây là một vài cái nội dung. Rồi bây giờ bắt đầu chúng ta sẽ đi làm cái câu thứ ba. Câu thứ ba nhé. Này, cái câu thứ ba thì ở đây mình xét một cái ứng dụng đếm sản phẩm có sử dụng máy tính thông qua URT và sử dụng chuẩn RS-232. Cái này thì quen thuộc đúng không? Nếu các bạn nào học ORT rồi thì các bạn biết đúng không? Cái giao thức 8 bit, giao thức nó là truyền là 8 bit. Thì trong cái URT RS-232 nó có hai chuẩn truyền là truyền 8 bit hoặc là truyền 9 bit. Các bạn nên đọc lý thuyết một xíu. Thì đối với truyền 8 bit á, thì trong đó nó sẽ có 7 bit dữ liệu và 1 bit stop. Nhớ nha, 7 bit dữ liệu và 1 bit stop. Ngoài ra nếu mà các bạn truyền 9 bit thì sẽ có là 8 bit dữ liệu và 1 bit stop. Ở đây mình sẽ có 1 bit stop, thì tức là chỉ có 7 bit dữ liệu. Nhớ nha. Và nó không có kiểm tra tính chẵn lẻ. Không kiểm tra tính chẵn lẻ. Tốc độ bơ là 4008. Tốc độ bơ 4008. Trên giao diện thì nó có một cái máy tính, trên giao diện máy tính nó có một cái nút run hoặc là một nút stop. Nút run á, thì khi các bạn nhắn á, nó sẽ gửi xuống con vi điều khiển là con số 1. Stop thì gửi xuống là con số 0. Nhưng ở đây các bạn lưu ý nè, con số 1 này nó nằm trong dấu ngoặc. Có nghĩa là gì? Nó gửi xuống ký tự số 1, ký tự số 0. Chứ không phải là con số 1, con số 0 nha. Nó là ký tự. Mà nó là ký tự á, thì các bạn, khi các bạn khai báo biến, các bạn phải lưu ý cái chỗ ký tự này một tí. Tí nữa mình sẽ nhắc. Nhắn run á, thì bắt đầu. Nhắn stop thì... cái này là dễ quá đâu đó, lên thì bắt đầu, stop thì dừng thôi. Mỗi thùng thì có 50 sản phẩm. Tức là các bạn đếm đủ 50 sản phẩm cho vào một thùng. 50 sản phẩm cho vào một thùng. Cảm biến thì được gắn vào chân T1 CK. Đây là một cái dữ kiện mà các bạn cần quan tâm. Khi nó gắn vào T0 CK hoặc là T1 CK thì đó là counter 0 hoặc counter 1. Đối với T1 CK là counter 1. Và ở bài này các bạn bắt buộc phải dùng counter. Các bạn không dùng counter không được nha. Các bạn phải lưu ý một điều như vậy ha. Dao động tùy chọn thì mình nên chọn 20m. Mình quen thuộc thôi. Và đây nó có một cái câu lệnh nè. Chỉ khi có sự thay đổi giá trị đếm thì vi điều khiển sẽ gửi lên máy tính một giá trị. Khi thay đổi thì mới gửi. Không thay đổi thì thôi. Nhớ nha. Khi thay đổi thì mới gửi. Không thay đổi thì thôi. Cú pháp gửi lên thì cái này là cú pháp. Ở đây thầy cho mình một cái ví dụ. Rồi ok, bây giờ bắt đầu chúng ta sẽ đi, đầu tiên sẽ đi vẽ nguyên lý. Thì ở đây mắc khỏi mấy công tốn thời gian thì mình ngồi mình vẽ trước.
Mình vẽ trước cho các bạn. Cái này là cái mà mình vẽ trước. Rồi. Nó không có gì khó hết. Ở đây mình sẽ có một cái chân reset nè, một con dao động 20mm nè. Ở mình gắn cái chỗ này thì các bạn nên xem lật sách thầy Nguyễn Đình Phú ra bài counter vẽ cái hình đó vào. Nhớ nha, sách thầy Nguyễn Đình Phú bài counter vẽ cái hình đó vào. Cái thứ hai, cái chỗ mà giao diện máy tính á, thì các bạn vẽ cái cổng cơm đó vào trong cái giao diện máy tính. Trong cái tờ giấy A4 đối với cái nguyên lý thì các bạn vẽ đầu tiên là gì? Vẽ cái biểu tượng của đếp counter á, ở trong cái sách giáo trình của thầy Nguyễn Đình Phú. Và cái thứ hai là cái cổng cơm. Trong đó có hết, các bạn bê cái đây vào tờ giấy A4 để vào mình vẽ cho nhanh, khỏi mấy công đi suy nghĩ tới suy nghĩ lui. Còn khi các bạn vẽ thì các bạn nên thêm cho mình một cái giao diện. Ví dụ các bạn nên thêm một cái giao diện giống như này nè. Nó có nút nhắn thì các bạn ký hiệu nó là nút nhắn. Đó, giờ mình có hai cái nút nhắn. Đúng không? Ở trên này mình sẽ ký hiệu là cái thứ nhất nè. Cái này là sản phẩm, cái thứ hai là thùng. Mình nên vẽ như này và mình ký hiệu là sản phẩm hai chấm thùng gì đó thì mình ký hiệu ngoài này cũng được. Ví dụ cái này là sản phẩm, cái này là thùng. Cái này hai nút nhắn. Cái này là vị trí mình hãy lên. Thì cái này các bạn ghi nó là giao diện. Đó, nó cho mình ghi thêm một tí để cho cái sơ đồ nguyên lý mình nó đầy xíu. Rồi ok, còn cái này mình mô phỏng thì mình không cần. Mình xóa đi. Rồi. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu đi viết chương trình. Viết chương trình ha. Rồi, ở đây mình tạo sẵn cho các bạn cái này. Viết chương trình ra. Bây giờ bắt đầu chúng ta sẽ đi, khi mà các bạn nghe tới UART thì các bạn nên bê cái dòng lệnh này nè. Gắn nó vào tờ giấy A4 và lật đúng cái bài UART, copy cái thằng này vào. Cái đầu tiên các bạn gắn nó UART vào đây á, là nó, chính là nó. Thì ở đây là gì? Đối với thằng này là tốc độ bơ đang là 9600, nhưng mà cái đề người ta yêu cầu là 4800 thì mình để là 4800 nè. Parity N tức là không có xét parity chẵn lẻ. Cái N là no á. Rồi, C6 là Ismix, C7 là RCV, mình đang truyền 8 bit. Đó, bê nguyên cái cụm này dục vô tờ giấy A4, sau đó bắt đầu bê dục vô ha. Ở đây tiếp tục mình sẽ có một cái biến chạc, một cái biến data đi. Cái data này lý do tại sao là biến chạc, như cái lúc đầu mình đọc mình phân tích là gì? Hang này nó có là gì? Con số 0 và con số 1 trong dấu ngoặc. Nhớ nha, nó nằm trong dấu ngoặc, có nghĩa là nó là một ký tự, mà ký tự khi các bạn nhận xuống là các bạn phải gắn chặt. Chỗ này các bạn gắn integer là nhận xuống sẽ bét. Và cái đề nó bị share sai cái đề luôn. Rồi mình sẽ có một cái INT32. Như mình nói trong các cái video trước là gì? Không biết cái biến nó là bao nhiêu bit, đẩy 32 bit hết. Nếu mà mình có một cái biến USB đúng không? Rồi một tiếp theo là gì? Một cái biến thùng. Đó, hai cái. Rồi khi nào còn thiếu cái gì nữa thì cứ cách cách ra vài ô. Rồi bắt đầu mới viết voicemail. Ok ha. Rồi, ở đây như cái đề yêu cầu là mình gắn vào T1 CKI, mà gắn vào T1 CKI là dùng counter 1. Mà dùng counter 1 á thì mình sẽ set up timer 1. Chẳng phải T1 external. T-A-N-A-L sao? Đúng không? Không đúng rồi mình. Đây, cái này mình không nhớ, thiếu chữ R rồi. Không nhớ thì sao? Các bạn B cú pháp này dục vào. Rồi bắt đầu mình sẽ O T1 div div by 1. Đó. Rồi mình tiếp tục là set timer 1 về 0. Giá trị ban đầu khi các bạn khởi động lên là bằng 0. Đây, cái này là cái mà các bạn không biết, các bạn B nó vào. B nó vào cái tờ giấy A4. Rồi mình sẽ đầu tiên mình sẽ cho là SB bằng 0. Cho giá trị thùng bằng 0. Đó, hai cái. Và mình nên gửi hai cái giá trị này lên khi bắt đầu mới khởi động lên thì bring, brintf. Mình dùng lệnh là bring ha, brintf. Trong dấu ngoặc nháy, chữ B cú pháp chữ B hai bằng phần trăm LD. LD chẳng phải là chữ led. Phải một cái chữ B lớn chứ. Bằng phần trăm LD. Rồi, ở phía ngoài này các bạn nhấn dấu phải cái nha, là mình sẽ có là USB phải thùng. Đây là cú cách truyền cái giá trị vào cái chuỗi. LD là đối với những cái bit từ 16 bit trở lên, 16 32 thì các bạn dùng là LD. Còn nếu như mà
các bạn dùng là chữ D á thì nó chỉ có 8 bit thôi. Nếu các bạn dùng chữ D trong trường hợp này nó sẽ bị build báo lỗi. Còn đối với biến này là biến integer ha. Còn đối với float á, thì phần trăm mét, cái này chắc ai cũng biết đúng không? À, vào trong này. Ở đây mình có hai cái nút là run và nút stop, nó gửi xuống số 0 và số 1 thì bắt buộc mình phải đi nhận nó. Mình kiểm tra nếu KB hit. Nếu KB hit tức là có dữ liệu này, mình sẽ cho gì data sẽ bằng get ch. Đây là cái thứ hai trong URT các bạn bê nó vào. Không hiểu không nhớ cú pháp thì các bạn bê cái này vào. Là xong. Bê thứ nhất là gì? Gắn cái này nè. Cái thứ hai là cái này. Đó, đó là cái mà mình gắn vào. Mình kiểm tra nếu data bằng nhớ nha, bằng bằng 1 thì làm cái gì? Ở đây nha, mình khi mà mình nhắn run á, cứ mỗi lần mà các bạn thấy có một nút start, một nút stop hay là một nút run, một nút stop thì nó đều đi chung một biến là một bit hết. Bao giờ cũng vậy hết. Mình để là int1, int1. Một cái biến trạng thái. Đó. Mình sẽ cho là gì? Trạng thái bằng bằng 1. Bằng 1 chứ không có dấu bằng bằng nha. Else if data bằng bằng 0 thì cho trạng thái bằng 0. Rồi. Xong cái lệnh là nhận dữ liệu từ ở trên cái terminal đó gửi xuống. Tiếp theo mình kiểm tra nếu trạng thái bằng bằng 1 mới tiến hành đọc dữ liệu về. Mình sẽ làm nhiệm vụ gì? Khi trạng thái bằng 1 thì bắt đầu mình sẽ có là SB sẽ bằng get timer 1. Đọc counter 0 về. À, counter 1 về chứ. Sau đó bắt đầu mình đi kiểm tra nếu SB mà lớn hơn 50 thì cho SB bằng 0 và cho thùng cộng 1 đơn vị sẽ bằng thùng cộng 1 hay là thùng cộng cộng đi. Rồi. Khi thằng này lớn không, các bạn cho SB về 0 chưa đủ đâu nha. Các bạn nhớ cho thằng này về 0 nữa. Các bạn cho thằng đó cho đúng cái thằng SB này về 0 là trái quá luôn. Tại vì cái thằng hàm ghét này nó không có về 0. Rồi, sau đó bắt đầu mình sẽ gửi lên. Thì cái việc gửi các bạn gửi ở trong này cũng được, không thích gửi trong này gửi ở ngoài cũng được luôn. Nhưng mà ở đây có một cái điều kiện là gì? Khi nào sản phẩm thay đổi thì mới gửi lên một lần. Còn sản phẩm không thay đổi thì thôi. Thì các bạn nên thêm một cái biến là gì? SB tạm. SB tạm hay là thùng tạm. Rồi, mình sẽ cho là trên này luôn đi. SB tạm bằng SB, thùng tạm bằng thùng. Thật ra cái biến thùng này mình không có nhất thiết là phải phải kiểm tra điều kiện cho nó, nhưng mà ở đây mình làm kỹ kỹ xíu thì mình nên kiểm tra điều kiện cho nó thôi. Mình có biến trạng thái thì đầu tiên mình sẽ cho là trạng thái bằng 0. Và mình gửi trong cũng được, không thích gửi trong thì gửi ngoài. À, đầu tiên mình sẽ gửi trong đi ha. Mình kiểm tra nếu SB tạm khác hoặc bằng SB O O nha, thùng tạm khác hoặc bằng thùng. Thì SB tạm bằng SB nè, thùng tạm bằng thùng. Sau đó bắt đầu mình sẽ bring cái hàng này lên. Đó. Như này là xong. Còn cái điều kiện nữa không? Mình xem là thứ ha. Cái yêu cầu nó còn gì nữa không? Đó. Hết rồi các bạn. Bao nhiêu thôi. Nó còn gì nữa đâu. Bắt đầu mình sẽ chạy nha. À, hồi nãy mình có làm mình test sơ trước cho đến mấy công quay không không hợp lý nữa. À, mình chạy thì khi mình chạy lên thì đầu tiên nó sẽ xuất hiện không không là tại vì cái lần đầu tiên mình bring số không không á. À, mình nhắn nó không có gửi xuống đúng không? Rồi bây giờ mình sẽ nhập vô số 1. Rồi khi các bạn nhập vô số 1 các bạn nhắn vô thôi nha. Nó cũng không gửi luôn. Kỳ vậy. Từ từ từ.
Nếu KB hit thì data sẽ bằng get. Get C thôi, không có get S. B. Không mất rồi mà. T1 display. Rồi. Cái chỗ này mình bị thiếu một cái nè, các bạn lưu ý cái chỗ này một xíu ha. Cái này mình cũng làm hồi nãy mình có ký hiệu này nè. Đầu tiên là chân RC7. RC7 nha. Chân à cái chân C7 nè. Thì cái chân này là cái chân RX mà RX là nhận tín hiệu là các bạn đưa lên mức 1. Cái chân thứ hai là chân counter, các bạn cũng phải đưa lên mức 1 tại vì nó đi vào. Nên cái thằng này các bạn phải set cho nó là 81. Ừ, cho mình giải mình cũng bị lỗi với nhầm. Các bạn set nó là 81. Tốc độ bơ. Rồi ok. Mô phỏng lại là thế ha. Ở đây đúng ra thầy nên gắn một con led á, thì nó hợp lý hơn. Tại vì khi gắn con led á, thì mình biết là nó đang mức 1 hay là mức 0. À, này nhá, không có hiện tượng gì hết. Mình nhập nó vào con số 1. À, thì khi mình nhập vào con số 1 á, thì nó hiển thị cho mình là B bằng 2. B bằng 2. Có nghĩa là gì? Nó bị sai ở đâu ta? Nó bị sai ở đâu? Nó bị sai là gì? Cho dù các bạn không có gắn thằng này, nhưng mà thằng get này nó vẫn đọc. Chỉ có điều là gì? Nó không có lưu vào đây thôi. Nó không có lưu vào đây thôi. Nên là cái việc của mình là gì? Khi nếu thằng này bằng 1. Rồi mình sẽ thêm một cái dòng này vô nha. Thì nó mới đúng được. Bằng copy cái đống này. Vào đây. À. Còn nếu mà nó bằng 0. Bằng đường này xuống. Và mình sử dụng thêm một cái lệnh là disable. Đó. Rồi lần đầu tiên mình cũng disable cho nó luôn. Này, mô phỏng lại nha. Đó. Cho dù mình có nhắn nè. Đó. Mình nhắn vào con số 1. Nói là mình nhắn vào con số 1 nó không có gửi đúng không? Mình nhắn. Mình thấy nó gửi chứ. 2, 3. Rồi, ok. Thì cái này mình nên cho lớn lớn xíu đi. 50 đi. Này mình cho 49 đi. Hồi nãy các bạn thấy là gì? Khi mình bring á, nó nằm theo một chiều khó chịu quá đúng không? Thì các bạn nên thêm một cái dòng nhỏ nhỏ nữa. Sạc R, sạc N. Đó. Để cho nó gì? Xuống dòng thôi chứ không có gì hết trơn á. Tiếp chạy lại. Cái này không có hiện tượng gì đúng không? Mình nhắn số 1. Thì khi mình nhắn số 1 thì nó đọc về là B49. Tại vì hồi nãy cái lần ban đầu của mình á, mình không có để. Tại vì cái lần ban đầu mình nè, mình để nó bằng 0. Nên khi nó đọc về 49 thì nó sẽ khác. Rồi bắt đầu mình sẽ đưa vô một cái lên 50 đúng không? Quay về 1. Quay về 0 thì bắt đầu thằng này sẽ lên 1. Nhưng mà đúng ra là gì? Thằng này 50 á, nó quay về sản phẩm tiếp theo thì nó sẽ quay về chỗ này là con số 1, không phải là con số 0. Các bạn phải lưu ý nha. Nó quay về cái chỗ đó sẽ là con số 1, không phải là con số 0. Khi mà nó quay về là con số 1 thì sao? Thì các bạn phải gắn này là con số 1. Thằng này là con số 1. Nhớ ha, chứ không là nó sẽ bị sai. Nhớ là không quay về 0 nha. Tại vì khi có một sản phẩm tiếp theo thì nó mới quay về mà. À. Rồi. Thấy chưa? Nó quay về 1 mới đúng nha. Đó. Nó đếm tới 50 thì cái B này ta bằng 2. Rồi, cái yêu cầu này khá là đơn giản đúng không? Cái thực ra cái đề này không có gì hết. Và đề này cũng không bắt phải lưu đồ luôn. Nhưng mà các bạn kiếm 3 điểm rất là trọn vẹn. Không có cái gì gọi là khó khăn hết. À, nếu các bạn nào thấy hay thì các bạn nhớ cho mình một like là đủ rồi. Cảm ơn các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo. Chào các bạn.